Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Mỏ Tin Tức. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong mắt người dân châu Phi như thế nào nhé. Xin mời. Đối với các lãnh tụ châu Phi, tên gọi Hồ Chí Minh không chỉ là Bác Hồ mà còn là người anh cả cùng chung những nỗi khổ đau, cùng chung một nhiệm vụ, những băn khoăn lo lắng cho sự nghiệp giải phóng các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Nhận xét về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nelson Mandela, Tổng thống da đen đầu tiên của nước Cộng hòa Nam Phi, đồng thời là Chủ tịch Đảng Đại hội Dân tộc Châu Phi, cũng như người anh hùng trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân và chống phân biệt chủng tộc, có nói: Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần quả cảm của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành tự do, độc lập dân tộc và thống nhất đất nước là nguồn cổ vũ để nhân dân Nam Phi vững bước trên con đường dài tới tự do. Ông cũng cho biết thêm: Việt Nam luôn trong trái tim tôi. Hồ Chí Minh, đường mòn Hồ Chí Minh cùng sự nghiệp giải phóng đất nước Việt Nam luôn là ấn tượng sâu sắc đối với tôi. Thời kỳ ở trong tù, tôi có thêm nghị lực chính là nhờ đọc nhật ký trong tù của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong cuốn Châu Phi và Cách mạng, nguyên Tổng thống nước Cộng hòa Guinea, đồng thời là chiến sĩ cách mạng đã lãnh đạo cuộc đấu tranh chống lại thực dân Pháp, qua đó giành độc lập dân tộc ở quốc gia này, Ahmed Sékou Touré đã viết như sau: Tặng người anh em Hồ Chí Minh để tỏ lòng tôn kính sự trung thành, kiên cường và bền bỉ của người anh em đối với sự nghiệp vì tự do và tiến bộ của nhân dân Việt Nam anh hùng. Tổng thống Touré nói thêm: Xuất sắc và dũng cảm, người anh Hồ Chí Minh là tấm gương tốt đẹp đối với các dân tộc Á, Phi trong cuộc đấu tranh cao cả chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và mới. Thậm chí, một số quốc gia châu Phi đã lấy tên Hồ Chí Minh để đặt cho các quảng trường và đại lộ thủ đô để bày tỏ lòng biết ơn đối với người. Tại Algeria, đất nước điển hình cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc tại châu Phi, người dân đều biết đến Chủ tịch Hồ Chí Minh như một tấm gương vĩ đại của tinh thần tự do, bất khuất. Tháng 11 năm 1954, sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ vang dội Nam Châu, chấn động địa cầu tại Việt Nam như một cú hích cực lớn, các chiến sĩ Algeria đã nổ phát súng cách mạng đầu tiên, mở đầu quá trình 8 năm khởi nghĩa vũ trang giành độc lập dân tộc cho Tổ quốc. Để bày tỏ tấm chân tình với người dân Việt Nam và đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đại lộ mang tên Hồ Chí Minh đã được xây dựng tại quận Raihamidu, thủ đô Algeria. Con đường dài 3 km tuyệt đẹp và đặc biệt đó là con đường huyết mạch nằm trên trục đông tây thành phố. Tại Mozambique, trong tâm trí người dân, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của phong trào đấu tranh và giải phóng dân tộc hào hùng thật khó phai mờ. Thậm chí, giáo trình lịch sử của học sinh tại quốc gia này đã đưa cuộc chiến đấu vì chính nghĩa của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào giảng dạy cho học sinh. Ngoài ra, sau ngày Mozambique giành được độc lập chưa đầy một năm, tên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được lựa chọn để đặt cho một đại lộ to, đẹp và nằm ngay ở trung tâm của thủ đô Maputo. Sau này, tượng của Tổng thống Mozambique Joaquim Alberto Chissano được đặt sát bên cạnh đại lộ Hồ Chí Minh như một sợi dây kết nối hai quốc gia, hai dân tộc. Tại Luanda, thủ đô Angola, nhân dân đã lấy tên người đặt cho đại lộ to, đẹp và tráng lệ nhất. Đại lộ có tên Avenida Hồ Chí Minh, có nghĩa là đại lộ Hồ Chí Minh, hướng ra sân bay Luanda, nối liền với đường cách mạng tháng 10 để có thể ngắm được toàn bộ vịnh Luanda, một trong những vùng biển đẹp nhất lục địa đen. Khách du lịch hãy di chuyển đến điểm cuối cùng của đại lộ này. Ngoài ra, dọc đại lộ là trụ sở những cơ quan quan trọng của chính phủ như Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp, Bộ Giáo dục, Bộ Ngoại giao, cùng các trung tâm thương mại và hệ thống văn phòng sang trọng của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Tại Madagascar, tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh ăn sâu vào tâm trí người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Các bạn sinh viên, họ vô cùng khâm phục trước hình ảnh những anh bộ đội Cụ Hồ băng rừng, vượt núi bằng những chiếc xe thồ để vận chuyển lương thực, thậm chí là kéo pháo lên trận địa để chiến đấu chống lại quân xâm lược. Cũng phải nói thêm, trong những năm tháng hoạt động cách mạng tại Pháp, Bác Hồ cũng từng là bạn chiến đấu của lãnh tụ cách mạng Madagascar Ginralai Mongo. Tại quốc gia này, bằng những trải nghiệm thực tế và tiêu biểu là sau khi chứng kiến hình ảnh những người nô lệ châu Phi, Bác đã rút ra một chân lý rằng dù màu da có khác nhau, trên đời này chỉ có hai loại người bóc lột và người bị bóc lột. Năm 2003, chính quyền Madagascar đã đặt bức tượng Hồ Chí Minh tại chính quảng trường mang tên người ở trung tâm thủ đô Antananarivo. Với chiều cao 3,4 mét, bức tượng bằng đồng được đặt trên bệ đá hoa cương
ngay phía bên dưới có tấm biển đồng khắc câu nói nổi tiếng của người: không có gì quý hơn độc lập tự do. Người dân Madagascar cho rằng đất nước Madagascar dựng tượng đài Hồ Chí Minh không chỉ vì người là anh hùng giải phóng dân tộc, mà còn vì người đã nhóm lên ngọn lửa đấu tranh đòi sự tự do cho các dân tộc nô lệ, trong đó có quốc gia của họ. Không chỉ với những quốc gia kể trên, một số nước châu Phi hiện nay đang tỏ ý muốn được đặt tượng và xây dựng công trình tưởng niệm Hồ Chí Minh tại chính quốc. Vâng, kính thưa quý vị, điều này thể hiện tình cảm và sự biết ơn sâu sắc của người dân châu Phi đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như đối với Việt Nam. Thậm chí, thơ ca thế giới nói chung và thơ ca châu Phi nói riêng cũng được thừa hưởng tương đối nhiều từ cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đã có rất nhiều những vần thơ rực nắng châu Phi được viết lên để ca ngợi vị lãnh tụ tuyệt vời của dân tộc ta. Tinh thần tự do, bác ái, khát vọng hòa bình của Bác là nguồn cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ. Ca khúc viết về Bác được đông đảo người dân châu Phi biết đến, vang vọng trên mọi đường phố. Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong mắt người dân châu Phi thật tuyệt vời phải không nào? Và đến đây, video của chúng tôi cũng xin được phép khép lại. Mọi ý kiến đóng góp vui lòng để lại dưới bình luận. Và đừng quên like và subscribe cho Mỏ Kiến Thức các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.